rồi là mình lên cái combo tiếp, thì bây giờ mình lên cái combo của điện năng UAVC gạch 300. Thì em về rất là tiếc không có thất sụt rau. Mà không có thất sụt rau thì biết làm sao, thì bán lo lẻ cho các anh luôn. Gồm một sức 5 lo vệ tinh, 4 lo bình thường với 1 lo center. Đẹp nha, hàng đẹp nha. Đây em mở lưới lo chết rồi, có một tay à. Mở tạm cái đi nha, có một tay à. Em đụng đụng rồi nó rớt cái bỏ cổ luôn. Rồi ok, 5 lo vệ tinh, 1 lo center, một cái súp. Súp này công suất là 100W. Các anh lưu ý mình phải có thất sụt rau của 5.1 mình kết nối được với súp và 5 lo vệ tinh nha. Lo vệ tinh này mình không cần thất sụt rau, âm ly bình thường mình vẫn kết nối được. Riêng cái súp này cần có thất sụt rau để chi mình kết nối qua ngõ súp qua thất sụt rau, lấy điện từ sụt rau qua. Và 5 lo vệ tinh như vậy, một cái combo như vậy ra rất là rẻ. Đây các anh tưởng tượng cái súp nó to, nó nặng như vậy, công suất lên tới 100W trên cái súp. Ở nhà mình có thất sụt rau, có bộ vàng 5.1 mà súp mình không có ngon, rồi lo mình không có im, thì hôm nay mình thay đổi cái combo này vô, đúng không? Một súp 5 lo vệ tinh, giá bán rẻ bèo luôn. Các anh về các anh ghép với vàng 5.1 nhà mình. Hồi nãy em nói 300 là không đúng, 310. 80W một lo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lo là 400W ha, 8, 5, 40, wow, lên tới 400W luôn. Rồi cái sức này thêm 100W nữa. Thì mình có thể treo khắp phòng, khắp nơi mình sử dụng. Hoặc mình có thể lấy lo vệ tinh mình sử dụng. Nguyên qua một cái combo như vậy, gồm một cái sức 5 cái lo. Quá wow, ok. Lo màu gỗ vàng như vậy cực kỳ đẹp nha. Ngoại hình khỏi chơi. Em quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Hàng âm thanh nội địa Nhật. Cái này là đừng có lo cái âm ly nhà anh bao nhiêu điện, 110V, 220V là đâu có ảnh hưởng gì. Đây là cái lo ghép thoải mái, ghép âm ly hàng thị trường mình, điện 220, âm ly Hàn Quốc, âm ly Mỹ, âm ly gì cũng được hết, âm ly Nhật được luôn. Nên có một số anh bữa hỏi em bán những cái combo 5.1, hỏi em ơi âm ly có anh xài điện 220 ghép lo được không? Không có liên quan gì nha, cái lo không có liên quan gì chứ cái âm ly, chứ âm ly mình sử dụng điện, còn lo mình là vô tư, gắn thoải mái. 80W một lo UAVC gạch 310, đi 100W cái súp. Đây mặt sau quá đẹp đúng không? Đây combo như vậy chỉ 2 triệu thôi, một cái súp 5 lo vệ tinh chỉ có 2 triệu. 2 triệu là các anh về ghép về dưới cái âm ly nhà mình tạo thành bộ vàng 5.1, quá ok đúng không? Và bây giờ em xin kết thúc clip. Các anh nào mua combo này IBM nha.